Bagzian, Kompi, Crystal Martin. I'm in Bainam, 7 years living in Vietnam. Vietnam, okay, good. Vào đến đây thật sự không khí trong lành, rất là mát mẻ. Cái chuyến nghỉ lễ thật sự là có ý nghĩa khi đến đây. Tham du lịch ở trên này là chùa rất thiêng, rất đẹp. Thiên nhiên ở đây là gió, không khí trong lành. Lên đây là buổi đầu tiên để đi, một là đi vãng cảnh, hai là đi lễ lễ cho con cháu để mát mẻ trong nhà, để cũng được lên đây chiêm ngưỡng được cái cảnh chùa ở đây. Đây là mới xây dựng nhưng mà đẹp,